Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn kiểm tra cái máy in full mực màu. Ví dụ như là đây mình in ra cái bản in nó bị thiếu màu, nó sẽ như thế này, nó không được sắc nét và nó không đúng như màu. Đây màu, đây là màu in ra mà màu nó đầy đủ này, còn đây là thiếu màu này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra cách dụ thiếu màu này. Trước tiên thì mình hãy in kiểm tra đầu phun trước nha. Đây thì mình thấy không, đây nó có một số màu nó bị thiếu này. Đó. Này 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 này, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn cho các bạn nha. Đây mình có một cái máy in màu, thì các bạn nào mà sử dụng cái máy in màu này cần rất là chú tâm đến cái lượng mực có trong bình nhá. Ví dụ như đây mình thấy nè, cái màu vàng nó đang là gần hết rồi. Đó, đang gần hết rồi. Đây là một số nguyên nhân gây ra hư hại đầu phun cho cái máy của chúng ta nha. Nếu mà các bạn sử dụng mà chúng ta không để ý, nếu mà nó hết mực mà bạn vẫn còn in thì có nguy cơ là bạn sẽ làm tổn hại đến cái đầu phun và sẽ làm hư cái đầu phun. Và một khi hư cái đầu phun thì mình không có cách để phục hồi nha. Mình chỉ là thay, nhưng mà vấn đề thay đó cần phải lựa những cái chốn trung tâm hoặc là nơi sửa cho nó uy tín. Không thôi là thay mấy cái đầu phun chúng ta in tháng 2 tháng là chúng ta có thể là không thể in được nữa. Thì việc chú tâm vào cái lượng mực ở trong một cái đầu một cái máy in này rất là quan trọng này. Bây giờ mình thấy nó gần hết rồi, bây giờ mình sẽ châm thêm nhé. Rồi sau khi mà đã bơm bình mực xong rồi, đầy hết những cái màu mực này rồi, thì sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta thao tác tiếp tục nha. Rồi sau khi chúng bạn châm vô rồi thì bây giờ là những thao tác các bạn cần làm sau khi quá trình mà bơm châm rồi á, thì chúng ta tiến hành chúng ta kiểm tra trên máy nha. Để kiểm tra chúng ta vào control panel. Trong control panel chúng ta kiếm đến cái phần mà printer, thiết bị và máy in này, nó có icon như thế này, chúng ta nhấn vô. Chúng ta kiếm cái máy mà chúng ta mới bơm mực. Chúng ta ấn chuột phải nó vô. Đây, máy mình mới bơm đây. Ấn chuột phải vô. Và chúng ta chọn thuộc tính máy in. Nó là Roberti á. Nhấn vô thuộc tính máy in. Ở trong đây, nó sẽ hiện ra những một số cái tab như thế này. Đấy, đấy, chúng ta chú ý đến cái tab đầu tiên và chúng ta nhấn vô cái phần này, trốn hai dòng này, có một dòng in test, một dòng đây trong Roberti này. À, chúng ta nhấn vô đây. Nếu mà các bạn nhấn vô cái phần này mà nó không ra được cái bảng này thì cái máy của các bạn còn thiếu driver nha. Sau khi ra cái bảng này, chúng ta nhấn vô cái phần mà bảo dưỡng. Nhấn vô phần bảo dưỡng này. Rồi sau khi chúng ta bơm mực thì chúng ta hãy làm thao tác này. Một là vệ sinh đầu in. Đây vệ sinh đầu in. Và nhấn vô đây. Chúng ta nhấn chữ bắt đầu. Chữ ta này. Rồi bây giờ nó sẽ vệ sinh đầu in cho chúng ta. Chúng ta cần phải đợi một chút. Sau khi vệ sinh đầu in xong thì chúng ta tiếp tục chúng ta làm là phun mực bằng điện. Đó. Nếu mà các bạn không làm thường xuyên hoặc là chúng ta để cái máy in lâu thì các bạn hãy làm điều này nha. Đây là vệ sinh đầu phun này, máy in này. Rồi chúng ta tiếp đến chúng ta phun mực bằng điện nè. Đó, chúng ta nhấn cái này để nó hút mực từ cái hộp mực lên. Rồi tiếp tục. Bây giờ chúng ta nhấn vô phun mực bằng điện nè. Ở trong này nó có khuyến cáo này, nếu không sử dụng sản phẩm trong một thời gian dài và hiện màu có kẻ vạch hoặc là thiếu nét đó,
bản in, bạn có thể cần thay thế mực bên trong ống dẫn mực để xử lý sự cố. Và đây, tiện ích phun mực bằng điện cho phép bạn thay toàn bộ mực bên trong các ống dẫn mực. Và điều này sẽ tốn nhiều mực. Và chúng ta nhấn đồng ý thì nó sẽ rút mực của chúng ta. Rồi sau khi làm hai thao tác, nó là vệ sinh đầu in và phun mực bằng điện. Cái phun mực bằng điện này nó có trên cái dòng máy Epson L805. Còn T50 và T60 thì mình chưa thấy. Đấy, phun mực bằng điện và vệ sinh đầu in. Sau khi làm hai thao tác này, chúng ta tiến đến thao tác cái phần mà reset mực in. Tại sao phải reset mực in? Do là cái máy Epson này nó có một cái con chip đếm cái số bản in của chúng ta. Ví dụ hộp mực mình mới bơm đầy thì con chip này nó nhớ và nó sẽ đếm từ lúc mà mình reset. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset hộp mực của máy Epson L805. Đây mình có một cái phần mềm. Đây, nhấn đúp vô đây. Ở trong này nó có cái hướng dẫn. Là chúng ta nhấn đúp vô cái icon này. Chúng ta nhấn chạy. Mình đang hướng dẫn các bạn cái cách mà reset hộp mực máy in L805. Ở cái phần bọc này, chúng ta lên select, là chúng ta lên chọn cái bọc cho cái máy của chúng ta, cho nó chính xác nha. Select này, ở dưới này cái bọc, và chúng ta sổ xuống. Chúng ta kiếm cái dòng mà nó có chữ L805, chúng ta nhấn vô, và chúng ta nhấn OK. Và tiếp đến thì chúng ta nhấn vô cái dòng này. Đó. Và chúng ta kéo xuống. Cái này nó tương tự giống cái reset hộp mực máy in T50 và T60 á. Chúng ta chọn cái dòng này, chúng ta nhấn đúp vô. Nhấn đúp vô chúng ta chọn hai check này. Và chúng ta tiến hành reset thì chúng ta nhấn cái từ phía dưới, dòng phía bên dưới, nhấn vô đây. Sau khi nhấn vô đây rồi, nó sẽ chạy và chúng ta cần phải khởi động lại cái máy in của chúng ta. Rồi chúng ta tiếp tục ta in bình thường nha. Đó là ba thao tác mà mình muốn giới thiệu với các bạn cách mà chúng ta khắc phục cái mực nó in lộn màu hoặc là nó bị in thiếu màu. Thì ba cách này nếu các bạn giải quyết được thì chúng ta tiếp tục in. Còn không thì chúng ta nếu mà chưa được giải quyết xong thì chúng ta có thể là tìm thêm một số các hướng dẫn khác để chúng ta khắc phục cái sự cố của mình. Không thôi là nếu mà không được thì chúng ta có thể đưa đến thợ cho nó sửa nha. Rồi cái phần mềm này mình sẽ cho các bạn là mình sẽ down lên và chúng ta có thể là down cái phần mềm này dưới cái phần mô tả mà mình tải clip lên nha. Rồi chúc các bạn thành công trong quá trình mà chúng ta sử dụng cái máy in này nha. Rồi các bạn nào muốn thắc mắc gì thêm, chúng ta có thể là bình luận ở phía bên dưới clip. Mình sẽ đọc bình luận, nếu mà giải quyết được thì mình sẽ trả lời. Không giải quyết được thì mình sẽ cũng trả lời là cho các bạn biết nguyên nhân và tại sao. Rồi xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn clip sau.